Bag. 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 Với app này thì các bạn nhỏ sẽ được thử sức qua 3 cấp độ từ dễ, trung bình đến khó. Ở mỗi mức độ thì sẽ có tổng cộng là 5 khóa học. Trong mỗi khóa học thì lại có ít nhất là 30 bài học. Thế nên tổng thể nếu mà học hết cả cái app này cho cả 3 cấp độ thì chúng ta sẽ phải trải qua gần 1.000 bài học. Một con số rất là đồ sộ. Mỗi bài học sẽ có 5 phần nhỏ và khi hoàn thành mỗi một phần thì các bạn nhỏ sẽ được một ngôi sao. Với 4 phần đầu tiên, các bạn nhỏ sẽ được làm quen với những từ vựng thuộc 40 chủ đề thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như là màu sắc này, con vật này, rồi một số những đồ đạc ở trong gia đình. Ngoài ra các bạn ấy sẽ được học về phonics, là cách phát âm chuẩn của các chữ cái, các âm và những từ có âm đó. Về sight word là những từ thường gặp trong tiếng Anh mà người đọc có thể nhận ra ngay khi nhìn thấy, và sẽ còn rất là nhiều những nội dung thú vị khác. Hair. Ở phần 5 cũng là phần cuối cùng sẽ là trò chơi để có thể kiểm tra lại những kiến thức mà các bạn vừa học được. Gọi đây là app học tiếng Anh thì là sai, hay nói cách khác là không đủ. Vì ứng dụng này dạy rất là nhiều ngôn ngữ ngoài tiếng Anh, sẽ còn có tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc và cả tiếng Việt nữa. Mình nghĩ là một điểm cộng nữa của phần mềm này là bố mẹ có thể chỉ cần mua một phần mềm cho các bé cùng học chung bằng cách tạo ra nhiều tài khoản cho nhiều em bé có thể cùng học. Chúng ta có thể quản lý việc các bé được học bao nhiêu bài học mỗi ngày, các bài học cách nhau tối thiểu bao nhiêu thời gian, vân vân. Bố mẹ hoàn toàn có thể yên tâm bởi vì phần mềm này rất là đơn giản, nên kể cả chúng ta không biết tiếng Anh hoặc là không quá là thông thạo tiếng Anh thì vẫn có thể cùng các bạn ấy tương tác, và thậm chí là bố mẹ có thể tranh thủ cùng các bạn nhỏ học và trau dồi thêm tiếng Anh cho mình nữa.